Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với TopCarVN. Hôm nay là ngày 13 tháng 11 năm 2024 rồi. Đâu đó còn khoảng tầm 17 ngày nữa thôi là kết thúc tháng 11, kết thúc ưu đãi giảm 50% lệ phí trước các bạn dành cho xe sản xuất lắp ráp trong nước. Trong đó có chiếc xe trước mắt quý vị các bạn đây. Đây là Ford Territory phiên bản Titanium X, phiên bản đầy đủ option nhất hiện tại đang phân phối của dòng xe Ford Territory. Phiên bản mà tại thời điểm này đại lý cũng đang có chương trình khuyến mại giảm giá rất tốt. Một chiếc xe cỡ C gầm cao 5 chỗ ngồi bản đầy đủ option nhất niêm yết là 929 triệu đồng. Tại thời điểm này đại lý sẽ giảm về tiền mặt được là 55 triệu. Giá xe còn lại là 874 triệu đồng. Hiện tại thì với phiên bản này, ví dụ ở Hà Nội giảm lệ phí trước bạ đăng ký ở trong tháng 11 này là chúng ta cũng đang tiết kiệm được lên tới 56 triệu đồng. Và như vậy thì lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ là 924 triệu đồng thôi. Ở Hà Nội là 953 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 944 triệu đồng. Ở tỉnh là 924, ở Hà Nội là 953 và thành phố Hồ Chí Minh là 944, niêm yết là 929, lăn bánh tỉnh có 924. Vậy tổng ưu đãi kép của nó là hơn 100% lệ phí trước bạ rồi. Và với phiên bản này, nếu như có nhu cầu mua trả góp thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 225 triệu, ở Hà Nội là 254 triệu và thành phố Hồ Chí Minh là 245 triệu đồng. Đó là trả thẳng, trả góp cũng như là cái ưu đãi rất tốt cho cái Titanium X của Ford Territory này. Nhân tiện video này, trước mắt quý các bạn là bản X luôn, mình xin phép là giới thiệu nhanh qua option trang bị an toàn tiện ích tiện nghi của phiên bản này dành đến khách hàng lần đầu tìm hiểu, để xem rằng bản đầy đủ option nhất này giảm giá sâu như thế này lựa chọn tại thời điểm này có ok hay không nhá. Đầu tiên về phần ngoại thất của xe thì đây là một chiếc xe kiểu dáng chung thì nó rất là thể thao, và cơ bản về cái phần đầu xe này chúng ta quan tâm tới cái phần mặt ca năng với những cái chi tiết nổi khối được sơn màu đen bóng kết hợp với một vài những cái họa tiết kiểu chrome, nhìn nó cũng rất là khỏe, rất là sang trọng, đúng không ạ? Và chiếc xe này thì cũng được trang bị về camera 360 rồi anh chị nhé. Bản X này là bản đầy đủ nhất, nó có camera 360 độ rồi. Ở bên trên này nó là cái đèn xi nhan, và ở cái mép bên trên này cùng này nó là cái đèn định vị ban ngày quý các bạn ạ. Đấy. Tiếp theo nữa ở bên dưới này thì sao? Thì cái cụm đèn pha của nó sử dụng là đèn LED anh chị nhé, đèn full LED có tính năng auto tự động điều chỉnh pha cốt luôn quý các bạn ạ. Đèn pha tự động thích ứng thông minh ấy. Ở cái phiên bản X này chúng ta sẽ được trang bị tổng cộng là 6 cái cảm biến ở cái phần đầu xe, có 4 cảm biến trước và 2 cái cảm biến góc quý các bạn nhé. Phiên bản X này thì nó có cả cái radar ở bên dưới này, nó sẽ phục vụ những cái tính năng an toàn chủ động trong cái gói mà nâng cao của bên phía Ford của các bạn ạ. Ví dụ như là cảnh báo lệch làn này, hỗ trợ giữ làn này, rồi là hỗ trợ bám đuổi xe phía trước này, giữ khoảng cách với cả xe phía trước của các bạn ạ. Đây là cái cảm biến góc anh chị nhá. Đấy, có cả cảm biến ở phần đầu lẫn cảm biến góc để anh chị chúng ta có thể là căn chỉnh mọi thứ nó sẽ là dễ dàng nhất luôn. Có cả camera 360 độ nữa. Tiếp theo nữa sang cái phần la răng của cái phiên bản X này. La răng của nó là la răng to bản nhất, hiện tại kích thước là 19 inch, các phiên bản còn lại chỉ có 18 inch thôi. Nhưng lên bản này nó là 19 inch rồi. 4 bánh đều là phanh đĩa, la răng nhìn cũng rất là khỏe, đúng không ạ? Đấy, 4 bánh phanh đĩa, có ABS, có cân bằng điện tử, có phân bố lực phanh điện tử, có hỗ trợ khởi hành ngang dốc quý các bạn ạ. Đấy, hiện tại thì cái chiếc xe này đại lý đang có xe sẵn giao ngay luôn anh chị nhé, đủ màu xe sẵn giao ngay. Cái phần gương chiếu hậu của nó đây, gương là gương gập điện, chỉnh điện, có tích hợp xi nhan trên gương nhé, và có cả cảnh báo điểm mù. Tay nắm cửa thì được ốp mạ chrome, ngoài ra thì có nút mở chìa khóa thông minh Smart Key ở cả cửa chính cả cửa phụ. Viền chân kính thì cũng đã được ốp mạ chrome rồi quý các bạn ạ. Không gian nội thất bên trong của chiếc xe này mình nghĩ nó cũng là một cái điểm rất là hay, đó là nó rất là rộng rãi, và option của cái phiên bản X này thì nó là miên man luôn, có thể nói là đầy đủ bậc nhất ở phân khúc gầm cao 5 chỗ cỡ C này quý các bạn ạ. Phiên bản X này thì cái ghế của nó đây, ghế là ghế bọc da và ghế điều chỉnh điện quý các bạn nhé, ghế bọc da và điều chỉnh điện, và có làm mát ghế. Lên cái phiên bản X này chúng ta mới có làm mát ghế nhá, thế còn dưới bản này là bản thường hoặc là bản trend thì chúng ta sẽ chưa có làm mát ghế quý các bạn ạ. Đấy, ghế của nó thì kết hợp giữa màu nâu và màu xanh xám một chút anh chị ạ. Ngồi cũng rất là êm lưng. Cái khoảng không gian mà chúng ta cảm nhận khi mà ngồi trong không gian của cái chiếc xe này thì nó là rộng rãi thoải mái, lái. Trong phân khúc thì mình có thấy cấu trúc sơn cũng rộng rãi, vô lăng kiểu dạng đê cắt đúng không ạ? Vô lăng này thì được bọc da rồi, ở trên đây là có cảnh báo lệch làn này, có hỗ trợ giữ làn này, rồi là có tăng tự động kiểu như là giữ khoảng cách với cả cái xe phía trước ấy, quý các bạn ạ. Số túi khí của nó thì sẽ trang bị là 6 túi khí nhá. Đấy, ở đây thì chúng ta có cái nút điều chỉnh về đèn pha cốt đúng không ạ? Đèn pha của nó là auto rồi và tự động điều chỉnh pha cốt, tránh làm lóa cái người mà chúng ta đi ngược chiều. Nếu mà đang ở pha thì nó sẽ tự động chuyển về cốt. Gạt mưa của nó cũng là gạt mưa tự động rồi anh chị ạ. Đèn pha tự động, gạt mưa tự động luôn. Màn hình giải trí của nó đây, cả màn hình trung tâm và màn hình giải trí của nó là 12,3 inch. Màn hình trung tâm là màn hình kiểu điện tử này, nhìn cũng rất là dễ nhìn, to bản, dễ dùng đúng không ạ, dễ nhìn. Màn hình giải trí của nó thì cũng vậy. Và với cái chiếc xe này thì có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, không cần dùng dây luôn anh chị nhá, không cần dùng dây luôn. Ở bên dưới này là những cái chi tiết giả vân gỗ đúng không ạ, giả vân gỗ thôi, nó tạo ra cái điểm nhấn và cái sự sang trọng hơn cho cái khoang nội thất bên trong của xe. Cửa gió điều hòa, vị trí trung tâm người lái đây. Ở bên dưới này là nút cảnh báo, mình cũng đang bật rồi cái cảnh báo này. Đây là chi tiết bọc da nhá quý vị các bạn nhá. Rồi là những cái nút về chỉnh hệ thống điều hòa, ví dụ quạt gió đúng không ạ. Và bản này thì cũng có sạc không dây rồi quý vị các bạn nhá, có sạc không dây rồi. Hệ thống điều hòa của nó là hệ thống điều hòa 2 vùng độc lập anh chị nhá. Bản thường lẫn bản X này thì đều là 2 vùng độc lập hết. Tiếp theo nữa là những cái ở cái hệ thống cần đi số này đúng không ạ, nó là dạng núm xoay, phanh tay điện tử này, rồi là có cả auto hold. Và ngoài ra thì có cả hỗ trợ tìm điểm đỗ nữa anh chị nhé, hỗ trợ đỗ luôn, ghép song song luôn quý vị các bạn ạ. Anh chị khách hàng nào mà chúng ta thường xuyên di chuyển trong những cung đường phố mà cái vấn đề mà chúng ta lùi chuồng kiểu như là nó vẫn hoặc là đỗ ghép xe song song nó chưa được thuận tay lắm, nó chưa được thuần thục lắm, thì lựa chọn chiếc xe này phải nói là cực kỳ là ok luôn. Nó sẽ hỗ trợ chúng ta cái vấn đề như vậy, ghép xe song song hoặc hỗ trợ lùi chuồng rất là nhanh của các bạn ạ. Tìm điểm đỗ nữa. Tổng quan nhìn và bên trong cái không gian nội thất của chiếc xe này cũng đầy đủ hết rồi đúng không ạ. Option trang bị, tính năng an toàn trang bị gần như là không thiếu gì. Ngoài ra nữa nhá, chúng ta có một cái cửa sổ trời toàn cảnh của các bạn ạ. Đấy, để chúng ta có thể là thư giãn khi mà chúng ta cần những cái không gian đi ở những cái không gian mà nó thoáng đãng thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng về cửa sổ trời. Đấy. Tiếp theo nữa là sang cái phần tab đi cửa, vị trí người lái này. Ở đây thì chúng ta có cái lẫy mở cửa được ốp mạ chrome rồi này. Ở bên dưới là một cái vân gỗ điểm nhấn này. Tab ly cửa, bệ tì tay này thì nó bọc da rồi. Lên xuống kính tự động auto một chạm hết quý vị các bạn ạ. Đóng mở khóa cửa, rồi là cụp gương, nút cụp gương điện. Cụp gương của nó thì là cụp gương auto tự động rồi quý vị các bạn nhá. Không gian nội thất bên trong ở cái hàng ghế thứ hai này, không gian hàng ghế thứ hai này, cái độ ngả lưng này, rồi là không gian khoảng cách từ đầu gối đến hàng ghế phía trước, chỉ cần nhìn qua là chúng ta biết quá rộng rãi và thoải mái đúng không ạ. Có được trang bị về cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai, kết hợp với một cái cổng sạc nhanh nữa quý vị các bạn nhé. Đây, cửa gió điều hòa cho người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Không gian rộng rãi là một cái điều mà mình rất là thích khi mà ngồi lên xe của các bạn ạ. Đặc biệt là đi trong những cung đường đường xa ấy, ngồi ở cái hàng ghế thứ hai nó phải rộng rãi thì nó mới đỡ mỏi người của các bạn ạ. Đặc biệt là những người nào mà hay say xe thì rất cần những cái điều như vậy. Ở ngoài đô thị của nó là 6,12 lít, ở trong đô thị của nó là 8,62 lít, và cung đường kết hợp của nó là 7,03 lít cho một cái chiếc xe máy 1.5 turbo anh chị nhé, máy 1.5 turbo và sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp số. Đi cái chiếc xe Ford Territory này, cái hộp số của nó sử dụng hộp số ly hợp kép đi cực kỳ là mượt quý vị các bạn ạ. Cái phần đuôi sau của nó đây, phần đuôi sau của nó thì chúng ta có thể ý này, cái cụm đèn hậu phía sau thì mình cũng đang bật đây, cái dải led đây đúng không ạ, và cái đèn xi nhan theo cái dạng đuổi này nhìn cũng rất là hay đúng không ạ. Đây là bản Titanium X, cốp của nó thì là cốp mở điện rồi, cốp mở điện có đá cốp anh chị nhá. Bản này thì mới được cốp mở điện thôi, chứ còn phía dưới bản này là bản Titanium thường thì chưa có cốp điện của các bạn ạ. Đấy, đèn hậu phía sau đây, đây là chữ Titanium X được ốp mạ chrome. Có 4 cảm biến ở phần đuôi xe này, kết hợp với cả một cái camera lùi nữa anh chị nhá, trong cái hệ thống camera 360 độ. Đấy, chữ Ford, chữ Ford Territory ở đây được ốp mạ chrome đúng không ạ. Cốp mở điện đây, chúng ta chỉ cần bấm một cái là ok, hoặc là đã cốp. Cái không gian cốp phải nói là rất là rộng rãi thoải mái quý vị các bạn ạ. Trong phân khúc cỡ C này thì có chiếc xe Túc Sơn rộng, rất là rộng, cốp rất là rộng. Ford Territory này cũng rất rộng quý vị các bạn ạ. Đã lên tới C thì chúng ta cũng không quan tâm quá nhiều về cái không gian vì chúng ta để thoải mái luôn. Cái ghế, cái lốp của nó là lốp dự phòng thôi quý vị các bạn nhé. Đây là những cái đồ theo xe sẵn mà khi anh chị chúng ta nhận xe chúng ta cũng nên kiểm tra kỹ. Vậy thì là trên đó TopCarVN đã cập nhật rất chi tiết về mức giá bán khuyến mại lăn bánh tại thời điểm này của bản Titanium X Ford Territory, cũng như là giới thiệu nhanh qua những cái option, những cái trang bị an toàn tiện ích tiện nghi của phiên bản này dành đến khách hàng lần đầu tìm hiểu. Vậy thì nếu như mà muốn xem xe, muốn lái thử trải nghiệm thực tế, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thế còn ở miền Nam thì nhờ quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam.